bảng lương mới của thủ kho, thủ quỹ ngân hàng từ ngày 1 tháng 7. Hiện nay, mức lương của công chức ngân hàng được tính theo công thức lương bằng hệ số nhân mức lương cơ sở. Căn cứ theo các quy định hiện hành, ngạch thủ kho, thủ quỹ ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A0 từ hệ số lương 2,1 đến hệ số lương 4,89. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2024 NĐ-CP quy định mức lương cơ sở mới là 2,34 triệu đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, thủ kho, thủ quỹ ngân hàng có hệ số lương là 2,1 sẽ có mức lương mới là 2,1 nhân 2,34 bằng 4 triệu 914.000 đồng một tháng. Cụ thể, bảng lương mới của thủ kho, thủ quỹ ngân hàng như sau.